Quyết tâm giải quyết khó khăn về nguyên liệu đầu vào, sự mất cân đối dòng tiền cho ngành điện, điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 mà Chính phủ đã đề ra. Thông tin tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Năm vừa qua, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng cao đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN lỗ gần 28.000 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, EVN có thể lỗ trên 71.000 tỷ đồng nếu giá bán lẻ điện bình quân không được điều chỉnh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất giao các đơn vị chức năng phối hợp với ngành điện triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện và thị trường điện, các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện trong năm 2023.